Xin chào quý ông bạn, nhắc đến thương hiệu Jabosuzan. Đây là một cái thương hiệu quá là quen thuộc và gần gũi đối với những người chơi âm thanh tại thị trường Việt Nam trong suốt nhiều năm vừa qua và cả ngay thời điểm hiện tại. Các sản phẩm của Jabosuzan như những dòng âm ly thì luôn luôn mang lại cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời và nó luôn luôn có độ bền bỉ theo thời gian. Và các sản phẩm này đều được sản xuất tại thị trường Hàn Quốc và nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam. Và không biết thì trong quý bạn đang theo dõi cái video ngày hôm nay thì đã có ai từng được trải nghiệm qua những bộ micro không dây đến từ thương hiệu Jabosuzan chưa ạ? Và nếu như chưa thì xin mời quý bạn hãy theo dõi tiếp video ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ giới thiệu và review đến cho quý bạn một trong những bộ micro không dây cao cấp của thương hiệu Jabosuzan được nhập khẩu nguyên bộ từ Hàn Quốc về và được sản xuất trực tiếp từ Hàn Quốc. Đó là dòng micro không dây KMS888A. Với sản phẩm KMS88A này thì quý bạn sẽ được trải nghiệm một cái chất mic rất là tuyệt vời. Và đây là sản phẩm được nhập khẩu sản xuất trực tiếp từ thị trường Hàn Quốc. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đập hộp cái bộ mic này ra để cùng quý bạn xem chi tiết phần bên trong, thiết kế cũng như là trải nghiệm chất âm trên bộ mic hàng hot đến từ thương hiệu Jabosuzan này. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Với phụ kiện đi kèm theo một bộ mic thì bao gồm một cái quyển catalog về sản phẩm KMS888A, một cái củ nguồn, một dây 6 ly và hai cái chống năn dành cho hai cái tai mic, pin gồm 4 viên pin tiểu này, cái bộ anten để gắn vào đầu thu phát tín hiệu một cách ổn định nhất. Và đi kèm theo của mỗi bộ mic không dây chính là hai cái tai mic hai tai micro không dây. Và với hai cái tai micro không dây này, cảm nhận đầu tiên của tôi cầm lên thì nó khá là nhẹ. Đấy là cảm nhận thực tế. Phần chuôi mic này thì làm bằng vật liệu bằng nhựa. Tôi đã kỳ vọng đối với sản phẩm này nếu mà nó làm bằng cao su thì nó sẽ xịn hơn, cảm giác nó sẽ xịn hơn. Và phần thân tai mic thì nó làm bằng vật liệu bằng kim loại, phủ một lớp sơn màu hơi xám và có phủ một lớp lalo bên ngoài để chống cái hiện tượng là chúng ta cầm vào nó sẽ bị bám vân tay cũng như để lại cái lốt vân tay mồ hôi ở đây, nó sẽ rất là khó chịu. Và phần mía giữa thân tay mic này nó sẽ là phần hiển thị và nút tắt bật nguồn. Đó, nút tắt bật nguồn thì được thiết kế ngay ở phần bên trên này. Thương hiệu Jabosuzan thì được dập nổi màu trắng ở trên phần thân tay mic luôn. Phần củ mic thì vật liệu này làm bằng thép không gỉ rồi. Tất cả các dòng mic không dây thì đa phần làm bằng thép không gỉ. Và tai mic này thì nó có phủ một lớp sơn tĩnh điện màu đen khá là bền để bảo vệ cái phần côn mic bên trong. Ở trên tai mic thì nó có một cái phần UHFIR. Cái phần này là để giúp chúng ta có thể dò tự động cái tần số tai mic với cái đầu thu này một cách rất là nhanh chóng và rất là tiện lợi. Và đây là cái phần đầu thu của bộ mic KMS888A này. Quý bạn có thể thấy được phần đầu thu ở trên đầu thu. Điểm nhấn của mỗi sản phẩm của Jabosuzan chính là cái tem Jabosuzan ở đây. Đó, tem này thì chúng ta có thể soi cái phần camera và đây nó sẽ hiển thị lên cái chữ OK. Đó. Ở phần bên trên này phần tem cào chống hàng giả. Được sản phẩm này được nhập khẩu qua Comisao nhé. Thì thế nên cái tem nó sẽ có ký hiệu là KMS và cái chúng ta có thể cào cái mã này ra để có thể check được cái hàng giả hàng nhái đây. Phía sau thì có in mây, tem in mây của sản phẩm trùng với lại trên vỏ thùng luôn. Và chúng ta có thể thấy được là cái dòng sản phẩm KMS888 này đầu thu rất là gọn với hai phần kênh hiển thị, màn hình hiển thị kênh A và kênh B độc lập ở hai bên. Phần IR dò tần số ở ngay chính giữa, tên sản phẩm logo được dập giữa này. Nó sẽ có cái nút tăng giảm âm lượng, đó, tăng giảm âm lượng là chúng ta có thể xoáy tròn này. Và nút tăng giảm tần số cũng như là xét lại tần số tự động ở đây, đó. Và mỗi một bên thì nó đều có tích hợp sẵn như thế, mỗi một kênh nó sẽ tích hợp đầy đủ như thế. Nút tắt bật nguồn, hai phần bên quai để chúng ta có thể gắn vào tủ thiết bị. Và phần phía sau thì nó cũng giống như những bộ mic không dây khác thôi. Đó là phần bắt anten, hai vị trí bắt anten này, hai vị trí cắm độc lập theo cổng XLR ra từng mic này, một cổng đường mic out ra bằng jack 6 ly, phần vị trí để cắm nguồn cho cái đầu thu. Và nguồn này là nguồn 18V. Và bây giờ thì tôi sẽ lắp cái bộ mic này hoàn thiện và sẽ thử một vài cái tính năng ở trên con mic KMS888A này. Từng cơn mưa, từng yêu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua.
chờ ngã đôi vai hoàng. Em sợ trời mưa gió, từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên khắp trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Micro dây Jaguar KMS 888A Made in Korea, hiện tại thì đang được phân phối chính hãng tại Bảo Châu Elec với mức giá là 4.490.000 đồng và cùng chế độ bảo hành là 1 năm chính hãng. Nếu như các bạn nào mà yêu thích dòng sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc này, có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại hotline 1900 0255 hoặc truy cập website baochoelec.com để đặt hàng ngay từ bây giờ, nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec, cũng như đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ,